Hiện nay, thành phố Hồ Chí Minh đang thiếu đất cho giao thông, nhà ở, giáo dục và đặc biệt là dành cho công nghiệp công nghệ cao, thiếu quy đất dành cho công nghệ cơ khí chế tạo nên khả năng thu hút đầu tư của thành phố, nhất là nguồn vốn FDI đang có xu thế chậm lại. Vì vậy, thành phố Hồ Chí Minh nên sử dụng công cụ kiểm kê công tác sử dụng đất, ra soát lại quy hoạch đô thị, tập trung giải quyết rứt điểm vấn đề định giá đất các chuyên gia cũng đề xuất thành phố cần tăng cường quản lý đất đai theo hướng số hóa công khai minh bạch đồng thời các cơ quan đơn vị cần tăng cường kiểm soát quyền lực trong quản lý đất đai gắn liền với thanh tra kiểm soát để tránh vấn đề tham nhũng lãng phí